Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của HC Capital. Mình là Nhân. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ cập nhật cho anh em tình hình của Bitcoin trong tuần mới để anh em lên một cái kế hoạch giao dịch cực kỳ hiệu quả nhé. Đầu tiên, mình sẽ điểm lại cho anh em một số tin tức rất là quan trọng của Bitcoin trong tuần vừa qua. Trong tuần vừa qua, khi mà thị trường đang liên tục đi xuống thì có một số tin tức quan trọng sau đây. Phải kể đến vào đầu tuần trước, giám đốc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã tuân thủ các biện pháp trừng phạt theo cách tương tự như các tổ chức tài chính truyền thống như là ngân hàng nào, thị trường chứng khoán. Sau gói lệnh trừng phạt lần thứ 5 của Liên minh châu Âu đối với Nga, Binance chính thức công bố giới hạn mới đối với công dân Nga hoặc là cư dân của Nga, hạn chế những người này nếu họ nắm giữ trên 10.000 euro hoặc là 10.800 đô la. Về chi tiết lệnh trừng phạt này, đối với tiền điện tử, các tài khoản bị hạn chế không còn có thể gửi tiền, giao dịch bằng ví giao ngay, hợp đồng điện tử hoặc là rút tiền cũng như các khoản tiền đặt cọc và các khoản lợi nhuận mà người dùng Nga kiếm được. Các thông tin này rất là bất lợi cho cộng đồng giao dịch tiền điện tử của Nga. Và một cái tin tức rất là bất lợi khác, Liên minh châu Âu xem xét lệnh cấm giao dịch Bitcoin. Vào thứ năm tuần qua, các quan chức Liên minh châu Âu EU đã thảo luận về việc cấm giao dịch Bitcoin và khai thác Bitcoin. Theo các tài liệu thu được thông qua được công bố bởi các tổ chức văn hóa kỹ thuật số của Đức, các quan chức từ EU đã đi xa hơn, sâu hơn khi đề xuất rằng một lệnh cấm hoàn toàn đối với giao dịch Bitcoin nên được thực thi để hạn chế mức tiêu thụ năng lượng. Các bạn phải biết hiện nay việc đào ra một đồng Bitcoin tiêu tốn rất nhiều năng lượng điện và năng lượng hóa thạch như là than đá. Về cái phần lo ngại nhất trong đó, các quan chức đề xuất rằng các nhà quản lý bắt buộc phải gây áp lực đối với cộng đồng đào Bitcoin chuyển sang cơ chế BOS thay vì cơ chế BOW, tiêu tốn rất là nhiều năng lượng nhằm vào mục đích bảo vệ môi trường. Bên cạnh những tin tức xấu thì cũng có một số tin tức tích cực cho thị trường khi mà vào thứ năm tuần trước, UAE, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Zala Market, một nền tảng giao hàng tạp hóa UAE, đã nói rằng họ đang chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử cho các đơn hàng của khách hàng của họ. Trong khi một số chính phủ né tránh khả năng áp dụng Metaverse và tiền điện tử thì UAE đã là một cái thành phố rất là cởi mở về tiền điện tử. Việc áp dụng hàng loạt và toàn cầu hóa tiền điện tử khi thanh toán đang diễn ra không chỉ ở Dubai mà là phần còn lại của thế giới. Zala Market đã thực hiện một bước tiến lớn trong việc cung cấp các tiếng thanh toán thay thế cho khách hàng của họ. Tích hợp thanh toán tiền điện tử vào hệ thống của họ là một hỗ trợ cực kỳ sáng tạo và thông minh. Người đồng sáng lập Zala Market, giám đốc điều hành Leo Dovenko đã thực hiện động thái đi tiên phong trong việc khai thác và thanh toán bằng tiền điện tử. Đây được coi là một bước tiến mới về việc thanh toán và chấp nhận đồng Bitcoin. Và cuối cùng, một tin tức khá quan trọng trong tuần trước khi mà Bitcoin mất động lực tăng giá sau tuyên bố lãi suất từ Fed. Sau vài ngày tăng trưởng mạnh, Bitcoin tiếp tục giảm trở lại và thối lui khỏi mốc 42.000 đô la. Nguyên nhân là do vào thứ năm vừa qua, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cho biết sẽ nâng lãi suất chuẩn Hoa Kỳ lên 50 điểm cơ bản, 0.5 điểm phần trăm. Và mọi thứ sẽ được mang ra thảo luận trong cuộc họp tiếp theo của Ủy ban Thị trường mở Liên bang FOMC vào tháng 5 sắp tới. Cái hành động này của Fed được cho là cần thiết cho thấy các quan chức cấp cao đang có kế hoạch rất là mạnh mẽ để giảm lạm phát hiện tại đã leo lên mức 8.5%. Cái mức lạm phát này cao nhất trong 4 thập kỷ vừa qua. Những năm gần đây, Fed rất là hiếm khi tăng lãi suất lên 25 điểm cơ bản cùng một lúc. Thì cái tin này nó đã kéo Bitcoin giảm từ mốc 48.000 xuống khỏi mốc 40.000 đô la. Khi mà các tin tức xấu ập đến thị trường, kéo thị trường Bitcoin lao dốc thì sau đây mình sẽ mở chặt Bitcoin và phân tích dự báo của mình trong tuần này để anh em có một cái kế hoạch giao dịch cực kỳ hiệu quả nhé. Sau đây mình sẽ mở chặt Bitcoin và phân tích dự báo của mình trong tuần này để anh em có thể một kế hoạch giao dịch cực kỳ hiệu quả nhé. Đầu tiên mình sẽ mở khung tuần. Ở đây vào ngày 22 tháng 2 sau khi thị trường chứng khoán Mỹ bị bán tháo thì Bitcoin nó đã đưa về cái mốc là 40.000 đô la. Ở đây đầu tiên về khung tuần khi mà bốn cây nến màu đỏ liên tục xuất hiện, chưa có một cái dấu hiệu nào phục hồi cho thị trường Bitcoin. Khi đóng nến khung tuần là một cây nến màu đỏ, nó là một cái dấu hiệu cực kỳ rủi ro cho Bitcoin. Hiện tại chúng ta có thể thấy cái mốc hỗ trợ vùng 40k của Bitcoin đã bị phá vỡ. Nếu duy trì cái vùng này thì cái đà giảm Bitcoin có thể sâu và sâu hơn nữa, nó sẽ hướng đến giá 39.000 đô, thậm chí là 38.000 đô. Ở đây nó đã đi đúng cái bản của mình khi phá cái vùng hỗ trợ này. Đây, cái giá hiện tại anh em có thể thấy trên biểu đồ là 39.000 đô la. Đây được xem là một cái giá tương đối xấu đối với thị trường Bitcoin hiện tại. Và tiếp theo mình sẽ mở về khung D1 cho anh em có một cái nhìn tổng quan hơn về thị trường. Về khung D, Bitcoin từ đầu tháng tới giờ có vẻ không hấp dẫn lắm đối với nhà đầu tư. Cái mức giá hiện tại là 39.000 đô. Từ đầu tháng đến nay, Bitcoin liên tục bán tháo từ cái vùng là 46.000. Anh em có thể thấy nè, bán tháo liên tục cho đến cái vùng là 39.500 đô. Sau khi giảm về cái vùng này thì Bitcoin đi sideways nè, đây. Và khi phá được cái vùng hỗ trợ này thì Bitcoin liên tục giảm ở vùng này và chưa có cái sự nào gọi là cái sự phục hồi của Bitcoin trong ngắn hạn. Và ở đây vào cái ngày 24 tháng 4 nó xuất hiện cái nến Doji.
Ở đây á, mình sẽ giải thích một tí về kênh nến Doji. Mô hình nến Doji á, thể hiện sự lưỡng lự và đấu tranh của thị trường. Khi đó, cả bên mua và bên bán đang giằng co lẫn nhau và không phe nào chịu nhường phe nào trong suốt cái phiên giao dịch. Dù có giá dao động lên trên hay xuống dưới á, thì khi đóng nến á, thì anh em có thể thấy nó rất là nhỏ. Cái giá đóng cửa nó rất là gần so với cái giá mở cửa. Nếu nến Doji xuất hiện ở cuối một chu kỳ tăng hoặc chu kỳ giảm, thì đây là một cái tín hiệu cho thấy xu hướng đó đang dần suy yếu và thị trường sắp là phục hồi trở lại. Đây cũng là một cái tín hiệu tích cực cho anh em. Và theo quan điểm của mình á, vào tháng 5 sắp tới, khi mà Fed có dự định là tăng lãi suất lên 0.5%, thì quan điểm cá nhân của mình, nếu mà Bitcoin á, phá qua cái vùng hỗ trợ 37.000, thì hiện tại á, nếu mà phá qua thật sự về cái vùng này á, thì Bitcoin á, có xu hướng nó sẽ hướng tới cái vùng là $33,000. Còn khi thị trường tích cực á, mà phá qua cái vùng kháng cự 41.000 á, thì anh em có thể thấy mức giá $43,000, thậm chí là xa hơn nữa. Hiện tại trong vùng này á, anh em chưa nên DCA vì chưa có một cái tín hiệu nào xác định là thị trường có thể lên hay đi xuống. Xu hướng nhận định của mình trong tuần này á, là Bitcoin vẫn sideways trong từ 40.000 đến $38,000. Anh em có thể đợi đến khi nào mà Bitcoin á, phá qua cái vùng kháng cự $31,000 thì lúc đó mình DCA á, sẽ là một cái vùng tín hiệu tốt để mình vào hàng hơn.